Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, yêu cầu các bộ ngành liên quan cần khẩn trương rà soát, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn chất ethylene oxide, bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp cùng các Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương rà soát, cập nhật và thông tin về yêu cầu mức giới hạn các chất hạn chế sử dụng, chất cấm trong sản phẩm thực phẩm, phù hợp với yêu cầu các nước nhập khẩu. Trước đó, mì hảo hảo của Acicook bị EU cảnh báo và yêu cầu thu hồi do có chứa chất ethylene oxide, trong khi tại Việt Nam hiện chưa có quy định về chất ethylene oxide dùng trong thực phẩm. Sáng 13 tháng 9, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tham dự hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng ASEAN Trung Quốc về hợp tác FPS lần thứ 7. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị tăng cường phối hợp thúc đẩy hệ thống cảnh báo nhanh giữa Trung Quốc và ASEAN kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc có phương án linh hoạt hơn trong việc đánh giá để mở cửa thị trường xuất khẩu cho nông sản Việt Nam. Trong ngày 12 tháng 9, Hà Nội ghi nhận con số tiêm vaccine COVID-19 kỷ lục đạt trên 570.000 liều. Trước đó ngày 11 tháng 9, Hà Nội cũng hoàn thành tiêm trên 400.000 liều. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, thủ đô đã tiêm được xấp xỉ gần 1 triệu mũi, chiếm 50% tổng số mũi tiêm cả nước, cơ bản hoàn thành 4,6 triệu liều đã được phân bổ. Hiện có hàng nghìn y bác sĩ từ các tỉnh thành tại miền Bắc đang được tăng cường chi viện Hà Nội trong những ngày qua để giúp thủ đô hoàn thành mục tiêu tiêm và xét nghiệm thần tốc xong trước ngày 15 tháng 9 để làm căn cứ nới lỏng giãn cách và từng bước trở lại cuộc sống bình thường. Tối ngày 12 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, từ ngày 15 tháng 9 đến cuối tháng 9, thành phố dự kiến giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16. Một số địa bàn tiếp tục duy trì chỉ thị 16 cộng và một số quận huyện có tình hình tương đối ổn định như Cần Giờ, Củ Chi có thể áp dụng chỉ thị 16 trừ hoặc chỉ thị 15 cộng. Cùng ngày, làm việc với Huyện ủy Cần Giờ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ, thành phố có thể xin thêm 2 tuần giãn cách để kéo giảm số F0 đang cần điều trị và những người vừa tiêm vaccine kịp tạo kháng thể.